Chúa, xin Chúa sáng sao cho chúng con biết việc phải làm, khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mọi chuyện đời việc chúng con. Chúa Giêsu, hôm nay chúng con nhận một bệnh nhân là bệnh nhân tâm. Anh bị bệnh hen suyễn 7 năm rồi. Chúng con cầu xin Chúa là những giờ lòng thương xót chữa lành cho anh Tâm, để anh được mang lành bệnh, anh trở về với thương, anh được vợ con, cho chồng sớm lấy nhiều. Đó là chúng con xin đồng mạng nghe được biết này, để cùng với cha, để cầu nguyện cho anh Tâm, để anh mau được lành bệnh. Chúng con cầu xin về Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con về gì danh Chúa nhân từ cha chào bà chủ tịch chữ thập đỏ xã ha. Bà ở xã nào? Xã Tân Lộc. Tân Biên, Tây Ninh là sát biên giới rồi ha. Bây giờ con ơi, cha muốn nói chuyện với con một chút nha, với mẹ con nha. Thì theo nguyên tắc của bệnh hen suyễn thì con sẽ biết chết lúc nào? Dạ, thì cái tắc thở con là cái chết này, con bị ngạt hay là cái chết này? Dạ. Chứ không có bệnh này nó là cái gì đâu con. Dạ. Ví dụ như con không cẩn thận nữa. Dạ. Thì cha nói như vậy thì con là người hiểu hơn cha, bởi vì có bệnh đó. Dạ. Con nó đi theo con 7 năm. Dạ. Cái bệnh này nó đi theo con 7 năm rồi. Nhưng mà trong 7 năm qua con cũng may mắn là con sống với nó mà nó chưa thành con cuối cùng. Dạ. Thì bây giờ nó con đã dẫn nó đến đây, con dẫn bệnh hay chuyển đến đây thì cha và ban dưỡng chẳng này sẽ cố tình giúp con. Dạ. Thì trước đây cha cũng có trị một ca hen suyễn. Dạ. Thì ca này cũng đã thành công, đã thành công như này. Bây giờ thì ông đó thì bị hen suyễn cũng là cũng già, khoảng 75 tuổi mà không chịu được hết. Dạ. Con trẻ thì chị cũng khó nha. Nhưng con có biết nói chung thì trên thế gian thì có bệnh nhân tâm, nhưng mà lành trở lại là nguyên nhân, không biết nguyên nhân gì để người ta bệnh, thành thử ra là cuối cùng người ta mang cái căn bệnh hoặc là căn bệnh nan y, theo khoa học thì gọi là nan y, bệnh nghèo, còn theo Phật giáo thì gọi là bệnh nghiệp, còn theo đạo Thiên Chúa gọi là bệnh đền nợ mắng. Còn không biết theo bên cao đài thì được gì? À, Tòa Thánh Tây Ninh. Ngày mai chiều cha có một người ở trên Tòa Thánh Tây Ninh, một ca bệnh xuống đây. Có một thầy trên đó sẽ dẫn xuống đây. Chỉ có lòng tin của mình với tất cả những cái tâm nguyện của mình có thể thắng tới, đi tới thẳng tới con đường tương lai và con đường gì của mình. Hay. Chúc mừng bà nhé. Nghe nói bà cũng bị nhức giòi nữa không? Nhưng mà không được cho. Đi làm nhiều nó mới về mới mỏi, còn đi. Không, cái đó thì nghỉ đi nè, không mỏi đâu nhé. Nó bệnh nhỏ mà. Cha muốn nói cho con, mỗi một người mà khi xảy ra một cơn bệnh thì nó có hai nguyên nhân nội tại và nguyên nhân ngoại tại. Nguyên nhân nội tại là gì? Mà nguyên nhân ngoại tại là gì? Nguyên nhân nội tại là nguyên nhân mà con đưa cái thức ăn vào cơ thể con là thức ăn không nano. Thức ăn không nano là thức ăn gì? Là các loại động vật được gọi là thức ăn không nano. Mà khoa học không cho phép con người dung nạp thức ăn đó. Mà con đã dung nạp thức ăn đó ngay từ trong bụng mẹ.
nhưng mà con không biết, nhà mẹ con không biết luôn. Thành thử ra cuối cùng con bị bệnh. À, đó là một cái lý do nội tại. Rồi cái lý do ngoại tại là do không khí, gió, mưa, nắng, lửa, đủ thứ kiểu trên đời này con bị dính phải mà con không cẩn thận. Ví dụ như con đi làm việc mà con không cẩn thận thì đó là một lý do ngoại tại, cũng dễ mắc cái chứng bệnh này. Nha, thì nó có hai lý do. À, lý do cha muốn nói với con là tại sao con người mình không được phép dung nạp động vật mà con người mình cũng không chịu ăn động vật, nhưng mà tại vì mình cho nó ăn, phải không? Tại mình ép nó ăn rồi giờ nó ăn rồi, bắt đầu giờ nó bệnh, cái bắt đầu mình phải dẫn nó đi như vậy, tóc bạc đẻn dẫn tóc xanh đi khám bệnh, phải không nè? Vậy cha nói chỗ con người mình không chịu ăn động vật là chỗ nào? Chỗ nào là chỗ con người mình không chịu ăn động vật? Ví dụ như con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con lúc trước 30 tuổi. Dạ. À, theo giấy ra viện con là 30 tuổi. Dạ. Ha. Vậy cái ngày mà bà mang thai con bà đó, bà mới vừa cấn thai đó, gọi là ốm nghén, ốm nghén, thì ngày mà bà phát hiện ra bà tanh cơm hôi cá gì đó, tanh cá hôi cơm đó, là vậy đi. Dạ. Ha. Lúc đó bà mang thai con của bà, thì bà vừa cấn thai như vậy, đem thịt lại bà ăn được không? Dạ không. Cá lại ăn được không? Không. Lý do? Tại nó cho mình ăn. Ai không cho? Dạ thì kén có thai nó bị kén rồi nó không cho ăn không được đó cha. Nhưng mà ăn cái gì được? Thì ăn làm bậy làm bạ gì được? Tại ăn làm bậy làm bạ là ăn cái gì mới được chứ? Ăn làm bậy làm bạ là ăn rau, dạ, ăn trái cây, dạ, ăn mía, ăn đường, đậu, phải vậy nè. Dạ. Những thứ ăn được, ăn lá nhà được, ăn trứng gà sáp được, thèm nó thèm đủ thứ vậy, ví dụ vậy. Tại sao mà bà ăn động vật nó không chịu mà bà ăn trái cây nó chịu? Là tại vì con người đâu có chịu ăn động vật mà bà ép nó ăn, đúng không nè? Khi mình bị ốm nghén rồi thì cái cơ thể mình là cái bào thai đó, nó không cho phép mình dung nạp thịt động vật, nhưng lúc đó mình ăn trái cây mang hạt giống là được liền, ăn bao nhiêu cũng hết. Mà ăn thịt động vật là mình thấy cơm, thấy cá là mình ói mình tâm liền. Là do cái bào thai nó phản ứng với mình. Đúng không? Do cái bào thai nó phản ứng, nó không chịu ăn. Nhưng mà bà vừa thấy nó không chịu ăn, cái bắt đầu chồng bà nói là không sao đâu em, mình giờ em ăn không được thịt thì em chai nước em đâu. Ăn chai nước ăn vô cũng ấu. Rồi bắt đầu là ngày hôm sau ăn ngày có bữa, rồi ngày hôm sau ăn ói nữa, ngày hôm sau ăn ói nữa, bà làm riết cái bắt đầu ăn được. Là cái bào thai nó bị vô tức là mình tập cho nó, giống như ban đầu bạn ăn con kỳ đà bạn không được, bạn ăn lần đầu mà ốm, lần thứ hai ốm, lần thứ ba quen ăn được liền. Thì cái con người ta ngay từ khi tạo thành trong lòng mẹ là không chấp nhận con, nhưng mà do người mẹ cho nó ăn, cái này hư muối là do bà chứ không phải là do nó hết đó nè. Do bà ép nó ăn mà. Rồi 9 tháng 10 ngày nó sống nhờ bà ăn vào. Phải không nè? Bà ăn cái gì là nó ăn cái bào thai cái đó. Rõ ràng mà 9 tháng 10 ngày bà ăn thịt động vật thì nó ăn thịt động vật. Vậy đến nhà bà sinh đẻ nó ra rồi bà cho nó ăn lại, em trai nó đâu chịu ăn, nó quen ăn động vật đâu. Phải không? Vậy nó bệnh là do bà chứ không do nó. Đó là một lý do nội tại bên trong. Nha. Nhưng mà cái này không ai để ý hết, phải không nè? Bà có đâu có để ý chuyện này không? Phải chi ngày xưa bà ốm nghén nó, bà ăn luôn bỏ mày hạt giống, ăn chay trường thì hôm nay nó đâu có ăn động vật. Yeah. Phải không con? Hả? Dạ thì nghe. Đúng vậy không con? Yeah. Thì nếu con ăn cây cỏ mà hạt giống thì con có dễ dàng mắc cái cơn bệnh này. Yeah. Đó, vậy thì nếu đó như vậy thì tại sao những người ăn chay từ nhỏ vẫn bị ung thư? Có không? Có. Là con thật, là
nuôi con là con muốn hỏi cha là ăn chay từ nhỏ sao bị ung thư? Mà cha nói là con người mình không ăn động vật, mà từ nhỏ bả không ăn động vật mà bả dẫn ung thư. Còn cha nói không ăn động vật thì đâu dễ mang bệnh này, mà ăn thì phải bệnh. Vậy thì bây giờ cái người mà ăn từ nhỏ mà vẫn mang bệnh, phải vậy không? Con muốn hiểu chỗ này đúng không? Con có cần hiểu chỗ này không? Con muốn thiệt không? Muốn tìm hiểu mà cha nói cho con nghe. Lấy cho mình quá tờ đi con. Con lấy cho ta cậu bông nữa nè. Tức cho mình quá mà. Đây. Đây là một con người nè. Đây là một con người nè ha. Đây là một người chồng nè. Đây là một người vợ nè. Nha. Đây là người chồng, đây là người vợ nha. Coi kỹ nha. Hai vợ chồng cưới nha. Hai vợ chồng này ăn được động vật. Để sống. Cưới nhau. Đúng không? Cưới nhau rồi đến một thời gian này vợ chồng nói với nhau: thôi em ơi, bây giờ mình là đã cưới nhau lâu rồi, bây giờ mình phải cần có một đứa con, thấy không? Thế bây giờ là đến khi bắt đầu hợp tác lại để kiếm đứa con, là bắt đầu đến mạng ở nhau để kiếm đứa con. Nhưng mà ăn ở không được, do bởi là khi bắt đầu giao hợp thì không được, là do cái dương vật của người nam không cương cứng. Nó cứ xìm vậy không làm sao cương cứng được. Vậy bây giờ làm sao cho nó cương cứng để ăn ở được? Là người vợ nói liền, người chồng nói liền: anh thiếu chất, đúng không? Anh thiếu máu, anh không có sức khỏe. Vậy thôi ngày mai em đi mua cho anh hột vịt lộn anh ăn đi. Em mua cho anh thịt bò anh ăn đi. Em mua cho anh trứng gà anh uống đi, để anh có sức. Thế là ăn một tuần lễ sau, ăn nửa tháng sau, người chồng có sức khỏe, bắt đầu dương vật cương cứng không? Vậy dương vật cương cứng này là có cái dòng máu của nó, cho do nó có dòng máu nó mới cương cứng được, còn không có dòng máu nó cứ quẹo vậy thôi. Đó nè, khi có dòng máu đủ rồi là nó cương cứng, có tinh trùng nó mới cương cứng được, mà tinh trùng này là máu, đúng không nè? Vậy cái tinh trùng này có là nhờ cái gì? Nhờ thịt bò, nhờ không thịt lộn, nhờ động vật. Vậy cái máu này là máu gì? Máu của động vật. Rồi khi hai người giao hợp với nhau, người vợ đang ăn động vật, người chồng ăn động vật cũng có tinh trùng, hai người giao hợp với nhau ra một cái bào thai. Bào thai này là bào thai gì? Phải động vật không? Phải con động vật không? Rồi bắt đầu bào thai này là một con động vật, khi đẻ ra khỏi bụng mẹ rồi bắt đầu ta cũng cho mẹ ăn chay, ta cho mẹ ăn mặn, ta cho mẹ ăn chay, ta sợ mày bệnh. Nhưng mà cái chủng tử của nó là động vật, hiểu chưa? Vậy thì cho dù con ăn chay trường từ nhỏ đi chăng nữa, nhưng con vẫn không khỏi cái bệnh này. Bởi vì đây là cái bản chất của con, là cái mầm sống, cái chủng tử là động vật. Từ cái người cha và người mẹ truyền cho nhau, là cái tinh trùng của thịt bò nè, của hột vịt lộn nè, của trứng gà, của các thứ con ăn vào con mới có dòng máu. Con hiểu chỗ này chưa? Vậy khi hai người giao hợp với nhau sinh ra một đứa con, mà đứa con này chính là dòng máu của mình, bắt đầu con mới đưa đứa con này qua bên đây dùng con trai trường, thì nó ít bệnh, nhưng mà nó không tránh khỏi cái bệnh ung thư. Bởi vì cái dòng máu của người cha người mẹ là dòng máu động vật, hiểu chưa? Hiểu rồi đó hả? Con hỏi lại đi. Cha trả lời cho con nghe liền. Không phải ngày xưa mà không bệnh ung thư con, nhưng mà khoa học chưa tìm ra được một cái tên của bệnh đó. Ví dụ như rằng
đời ông bà tổ tiên của mình đâu có nghe nói là tai biến mạch máu não, đâu có nghe nói là đột quỵ, đâu có nghe nói là đột tử, nhưng mà nghe nói là phong đoạn gánh. Sau này khoa học mới phát hiện ra phong đoạn gánh chính là tai biến, con hiểu không? Rồi ông bà mình cũng đâu phát hiện ra cái mục đó là ung thư, chỉ biết là cái mục gì đó là cái bệnh quái ác gì đó làm chết ba tôi. Khoa học người ta tiến bộ, người ta mới phát hiện ra, người ta đặt cho nó tên đó là bệnh ung thư, đúng chưa? Rồi bây giờ con nói, ngày xưa vẫn có bệnh ung thư, ngày xưa vẫn có bệnh tai biến, nhưng mà khoa học chưa tăng tiến để tìm ra cái tên cho nó. Đến ngày hôm nay người ta tăng tiến lên, ta tìm ra nó, đây không phải phong đoạn gánh nữa mà đây là đột tử, đây là đột quỵ, đây là tai biến. Mà hồi xưa ông bà mình là nói là phong đoạn gánh à. Thấy nè, vậy rõ ràng ngày xưa vẫn có bệnh ung thư, nhưng người ta không biết cái bệnh nó tên gì, đúng chưa? Thì thường thử ra ba tôi chết mà không khoa học sơ sơ quá rồi đâu có biết bệnh gì đâu, tự động rồi đau nhức quá rồi ôm ngực ôm bụng không là chết thôi, chỉ có biết vậy chứ đâu biết đó là bệnh gì. Vậy bệnh ung thư đời đời đúng không ạ? Bệnh tai biến bệnh tai biến đời đời có gì ta chưa tìm ra được cái tên. Bây giờ mình đang cảm giác mà ở bên Philippines có một cơn bão, nhưng mà các nhà chuyên gia thì biết chưa tìm ra được cái tên bão đó là bão có tên gì, ví dụ như Katrina hay là bão Sơn Tinh hay gì đó, mới vừa đây có cơn bão Sơn Tinh đúng không? Có tìm ra được cái cơn bão đó, vậy cơn bão nó có cái tên. Còn giờ mình nghe nó bão số 1 thôi, chứ còn cái bão số 1 tên gì? Xưa nay là từ đầu mùa mưa tới giờ là 5 lần bão là bão số 5, nhưng mà bão số 5 có tên gì? Là các nhà thiên văn địa lý người ta đặt được cái tên đó. Còn các nhà khoa học ta đặt được cái bệnh này tên gì? Còn bà tổ tiên mình đâu biết nó là bệnh này tên bệnh gì. Biết nè, ba tôi ôm bụng biết chứ, ba tôi ôm ngực biết chứ, mà giờ ta mới nói ôm ngực là nó đau ngực, nó luôn thư khổ đó nè. Thì cho nó tiếp chuyện ăn rau giảm thịt, ăn rau giảm bệnh, giảm bệnh con ăn. Trên nguyên tắc là như vậy, cái loại cây cỏ mà hạt giống là thức ăn dành cho con người. Nếu như người ta có dùng thuốc trên cây cỏ mà hạt giống thì con ăn vào chỉ có ngộ độc thức ăn, chứ cái rau cỏ đó không giết được cái tình con, chỉ làm cho con ngộ độc thực phẩm, ói mửa, ẻ đái nhân dân này kia cũng được. Chứ cái loại rau cỏ mà người ta xịt thuốc không thể nào giết được cái bệnh, không thể nào sanh cho người ta được một cái bệnh đơn giản, vì nó là một loại thức ăn nano, nó là nước. Khi con ăn vào nó tan thành nước, rút vào con người con liền. Thí dụ như bây giờ con trồng cám nó muốn, con xịt thuốc lên cái thì ngày hôm sau nó tan, hoặc là nó xịt người ta về ta rửa nó cũng bớt liền. Nhưng mà khi con ăn nó là nước, ăn nó tan biến liền, cùng lắm là con bị ngộ độc thức ăn, ta gọi là ngộ độc thực phẩm. Còn để cho con bệnh nan y là phải động vật, vì động vật nó là thức ăn không nano. Không nano có nghĩa là nó tan thành nước, nó tan thành nước, nó theo dòng máu mình đó. Nhưng đến một giai đoạn nào đó nó thành tế bào chết, nó ẩn trong máu mình, bây giờ nó mới xì ra bệnh này bệnh nọ bệnh kia. Các cơ quan nội tạng của mình yếu chỗ nào nó dướng lại chỗ đó. Có hiểu cho ông nói không? Không cần có nghe cái clip này đâu, mai cho đưa lên mạng rồi tự động có nghe đó. Ha, không mắc lỗi đâu, nãy giờ con trả lời cho cha, trả lời con mãn nguyện không? Mãn nguyện ha. Cái rau cỏ nó là cái thức ăn, cùng lắm con bị ngộ độc thôi, chứ nó không giải quyết được cái bệnh ung thư, nó không làm cho con chết vì ung thư gì rau cỏ. Nhưng cái thức ăn không nano là động vật đó, con ăn vào nó thúi rửa trong người mình, rồi nó đi qua không được, nó đi lại không được, rồi nó động lại trong người ta, đến một thời gian nào đó nó trở thành những tế bào chết, người ta gọi là dòng máu hoại thư. Nó quậy lên, quậy lên. Vậy tóm lại là con hung hen xỉn là do má không tạo cho con hen xỉn đâu. Hư thúi mới vậy. Nhưng mà nó hư thúi cũng được, ông bà tôi đâu có hiểu đâu dạy tôi đó nè. Tới đây mình mới hiểu đúng không? Tới cha rồi con mới hiểu một cái chân trời mới là con đã bị ung thư rồi con ơi.
Nếu mà con không tới đây nữa là con mang cái bệnh này con chết. Không biết lý do làm sao con bệnh, phải không? Con không hiểu lý do con bệnh, rồi cuối cùng con bị chết trong cái bệnh đó luôn. Vậy bây giờ khi con đến đây rồi, cha trả con trở lại một cái sự sống đầu tiên mà ngay khi con ở trong bào thai con không chịu ăn động vật đó. Bây giờ cha trả con trở về cái giai đoạn đó là con không được ăn động vật nữa, tự động bệnh hết. Tự động cơ thể con nó sắp đặt, nó theo tự nhiên mà nó sắp đặt rồi cái sen xỉn nó bay đi chỗ khác chơi liền, tự động hết, không có gì khó nữa. Do vậy mà phát đồ ở đây ăn cháo trắng thuốc phương nam và ăn những thứ gì là ban diện chẩn cho con ăn, con không được quyền đòi hỏi để con hết bệnh. Và sau này con hết bệnh rồi con chạy ba cái động vật nó đi, nó giết con, nó giết khoa học, động vật nó giết con một cách khoa học nhé. Con phải hiểu như vậy. Nãy giờ cha nói con hiểu được không? Hôm nay cái clip này là cha nói rõ vậy. Cha nói rất là rõ, cha nói từ cái nguồn gốc. Nãy giờ bà chủ tịch đồng ý với cha không? Tới đây bà mới sáng ra phải không? Còn ở nhà có vui, ở nhà nó ăn rau cỏ là ung thư rồi ăn thịt heo không sao. Sáng nay không cần tuyên truyền cho ai đâu, mình hiểu được rồi, mình hiểu mình nãy được rồi. Còn người ta đủ phước đủ duyên ta sẽ đến đây ha, ta đủ phước đủ duyên đủ ơn Chúa gì đó, đủ duyên như bên Phật, đủ ơn Chúa như bên công giáo, rồi đủ điều kiện này, đủ tình thương giữa thằng đỏ này đó, cái gì vậy? Còn con thì phải chồng con xuống sao mới chữa được. Ung thư của con cũng không có khó để chữa, con theo cái đường hướng của cha chữa là không có lý do nào mà bệnh nan y không hết, phải hết ngay thôi. Cha trả con trở về tình trạng ban đầu, con phải hết ngay thôi. Nhưng mà vấn đề là hết chậm hay hết lẹ. Ở đây cha chữa 24 ca ung thư là chết có 3 ca thôi con, sống 21 ca, mà 3 ca nó chết là đem về đây bằng xe cấp cứu, chứ không phải về đây như con. Về đây như con một khuya mới chết, phải không? Một khuya mới chết. Nhưng mà bệnh này con uống thuốc tây là con chết nè, con uống thuốc tây rồi con ăn động vật rồi con chết lẹ dữ lắm con. Con nghẹt tim, nghẹt phổi, nghẹt họng rồi mà con đi, con chết quang luôn. Con chết quang liền tại chỗ, đáng lẽ tuổi thọ con chưa tới ngày chết, nhưng mà con làm cho con chết. Con làm cho con chết ngay chỗ con không hiểu gì hết. Con cứ dồn động vật vô, con cứ dồn riết rồi con lên đường con không ăn, con chết gì cái ăn à, chết gì cái ăn thôi chứ có gì. Vậy con về đây cha trả con trở về cái tình trạng ban đầu mà mẹ con mang thai con không chịu ăn á. Con cho con lại ăn thức ăn con chịu ăn, cơ thể con mới nghe nó chịu ăn á. Thì khi nó chịu thức ăn đó là tự động nó bình thường trở lại, nó trả con trở lại một sự sống bình thường. Lúc đó con hết bệnh, lúc đó con ngon lành, con vinh quang vô cùng. Vậy con đến đây rồi, cha đã nói sơ sơ như vậy để con hiểu được chút đỉnh. Rồi con tự biết phải nghe lời ban diện chẩn để giúp con, chứ con không được đòi hỏi ăn cái gì hết. Giả dụ trong quá trình chữa bệnh con mà con ăn cháo trắng ốm, con đừng sợ. Ốm với mập nó nhanh lắm con ơi, ốm với mập nó nhanh lắm. Nhưng mà ăn cháo trắng để trị bệnh, và ở đây người ta ăn cháo trắng đầy hết, nhưng mà không ai chết cho con. Chết vì bệnh không phải chết vì ăn cháo trắng, chết vì bệnh chứ không phải chết vì ăn cháo trắng. Vậy con phải hiểu chỗ này mà con nghe lời nhé. Dạ. Và con ăn trật cho đuổi con à. Dạ. Nhớ cho kỹ cái mặt cha đây. Dạ. Con sai nội quy ở đây là con phải đuổi ngay. Dạ. Cha không chứa con. Dạ. Vì cha chứa con, cha không chữa nổi. Dạ. Dạ. Con phải nghe lời ban diện chẩn nghe con. Dạ. Nhất định con phải nghe lời cho bằng được, để hết bệnh rồi con về. Dạ. Chứ không ai giữ con ở đây mà không ai ép con ăn cái đó. Ép con buộc con phải đi vào cái phát đồ để hết bệnh. Giống như con muốn đi mai, con muốn cái áo mới mà con không cho thợ đo làm sao mà có áo mới được. Mua trâu giả bóng làm gì, bận cái áo vô như cái mùng. Còn mấy bận cái áo vô xích ngược không, gài nó áo vô nó dày không thì sao mà bận. Còn mấy bà bận cái áo vô như cái mùng vậy sao mà. Con phải theo cái khuôn, con phải đập theo cái khuôn thì con mới hết bệnh. Được không con? Chắc chắn luôn. Chắc chắn dạ. Rồi, cha nói tiếp. Như vậy, con phải có một cái tâm tình đó thì con mới hết bệnh. Dạ. Và con phải mang một cái tâm tình thứ hai. Thời đại này, thời buổi này, con người ta chết bất đắc kỳ tử. Dạ. Nhiều khi ngủ đêm tới sáng là trúng gió chết luôn, ai biết gì. Dạ. Phải không nè, mở tay không kịp. Phải vậy không?
Vậy con đến nơi này là cái nơi cuối cùng để con chữa bệnh. Dạ. Chắc chắn là con sẽ hết bệnh. Dạ. Đúng không nè? Dạ. Nhưng rủi một cái cuộc đời mình có rủi có may. Cái may là con được đến đây chữa bệnh rồi đó. Nhưng mà trong cái may nó có cái rủi. Lỡ như rủi không trúng gió không chết thì con làm sao? Con có ngồi nhảy dưới cơn thương không? Không dạ. Sao vậy? Tại vì con cũng đây là con tin tưởng cha với Chúa nhờ đưa cho cha chạy gì. Ở đây là cha tự tin cho mới chữa cho con. Dạ. Con hiểu không? Cha tự tin cho chữa con hết bệnh cha mới nhận con. Dạ. Còn nếu mà cha nắm cho chữa không hết bệnh con nhận con làm gì cho nặng gánh cha? Hơn nè, nhưng cha nói con ở đời có rủi và có may. Dạ. Con gặp cha là cái may nè. Dạ. Nhưng mà trong cái may nó vẫn có cái rủi. Lỡ như con nửa đêm con trúng gió con chết rồi con có thưa cha không? Dạ. Mẹ con có thưa cha không? Mà con vui vẻ con chết không? Dạ, vui vẻ chết. Vậy cha mới chữa bệnh. Đúng không? Rồi bây giờ cha nói con nghe. Lỡ nửa đêm con trúng gió chết cái bắt đầu con với mẹ con là viết đơn thưa cha với bà chủ tịch luôn. Bà dẫn tôi đi chỗ nào giờ tôi chết quang rồi. Bà dẫn con đi, vợ con tôi đi chỗ nào giờ ổng chữa con tôi chết quang rồi tôi thưa bà ở tù luôn. Tội nghiệp bà không? Rồi con thấy đó. Bây giờ là chồng con có ở đây, có bà chủ tịch không? Lỡ như mà chữa bệnh cho con mà lỡ con sống là chồng con mừng mà con chết chồng con thưa cha với bà chủ tịch đi. Bà dẫn vợ tôi đi đâu mà tôi không cho mẹ cho bà dẫn. Con thấy chỗ này khó cho bà chủ tịch không? Cha nói vậy con nghĩ đúng hay sao? Cho nên con không được ký nhầm cho người nha. Phải khôn ngoan như chỗ này. Nó chết một cái là giám định pháp y mổ xẻ liền cái khắc tim gan thèm bỏ chắc chút đang nhìn tỉnh. Còn xác con đưa vô hộp đóng lại đó. Lâu cha đi lên khám tối ngồi đó. Vô khám chẹt ngồi đó. Vô rọ ngồi đó. Đâu có được phải không con? Ha. Như vậy con đến đây là một cái may mắn vô cùng. Vì cha vừa trình bày cái bệnh của con mà cái cách chữa bệnh của con là may mắn vô cùng. Nhưng con hãy nhớ rằng trong cái rủi nó có cái may. Lỡ như con chết ở đây con phải vui. Đúng vậy không? Vì con đã đến nơi cuối cùng rồi. Mà nơi này không thể làm cho con chết một cách đơn giản. Nơi này phải dành lại sự sống đến cùng cho con. Dành giống như sáng cho chia sẻ với cái ông mà bị gan bị mỉ á. Ông nói là ông cảm ơn cha dữ lắm. Vì nếu không có cha là ông chết rồi. Cha nói á, tôi khổ với mấy người bệnh dữ lắm không? Ông có biết là bỏ cái gánh lên vai, cái gánh mình gánh hay thúc á. Tôi gánh những người bệnh này đi nè, nặng tôi cũng đi, mà đau chân tôi cũng đi, mà gặp gờn tôi cũng đi, mà sỏi đá tôi cũng đi, mà dũng sình tôi cũng đi. Tôi phải ráng đi cho bằng được, mà tôi không dám dấp té. Vì nếu tôi dấp một cái là mấy người trên cái thúng này chết hết. Cho nên bây giờ con vô đây cha trị bệnh cho con nè, cha đang gánh con tiếp á. Bây giờ cha đang gánh con là đau cha cũng gánh, mệt cha cũng gánh, khổ cha cũng gánh, mưa cha cũng gánh, nắng cha cũng gánh, cha không dám bỏ cái gánh này xuống. Con thấy rõ ràng không con? Dạ. Chừng nào con hết bệnh rồi cha mới bỏ cái gánh này xuống được. Dạ. Hiện giờ cha có mấy chục ca cha phải gánh hàng ngày như vậy đó. Dạ. Những người này phụ với cha, nhưng mà những cha mới là người trách nhiệm. Bây giờ cha cứ đi à, cha cứ gánh vậy cho đi. Mà hãy đau, mưa cha cũng đi, nắng cha cũng đi, đau cha cũng đi. Cha không dám bỏ con xuống. Chừng nào con hết bệnh cha mới bỏ con xuống. Và đâu phải con hết bệnh với con mình kế tiếp vô nữa, gánh nữa, cái tối ngày trong khu đi dạy hoài nè. Đâu có đi một ngày con, đi từng giây, từng phút, ngày, đêm con hiểu không? Do vậy cha đâu có muốn con chết. Cha đang gánh vậy mà con nghĩ đúng không? Còn ở bệnh viện thì con đủ tiền chữa cho anh em về chôn. Khác ở đây, phải không nè? Khác ở đây dữ lắm con. Nó quan tâm gì tới con. Còn đây nửa đêm con nằm đó cha phải sốc vậy, cha đau huyết áp. Con huyết áp con ngủ được không? Hay là sao? Cha cứ gánh mãi vậy nè. Trời mưa cha cũng gánh, trời nắng cha cũng gánh, trời gầm cha cũng gánh, mà nhức lưng cha cũng gánh, mà đau chân cha cũng phải bước đi. Cha không bỏ được. Như vậy lỡ mà cha gánh như vậy mà lỡ con có chết đi chăng nữa là không phải tại cha. Con phải vui luôn đó. Phải vậy không ạ? Thấy cha nói vậy đúng không?
bà thấy cha nói gì đúng không? Bây giờ bà đưa con bà xuống đây là cha đang gánh chứ không phải bà đó. Mà giữa cha với con bà với bà không có quen biết gì hết. Mà giờ cha phải đang gánh này nè. Cỡ nào cha cũng phải gánh cho bằng được, trả con lại một cái sự sống mới. Rồi cha trả con lại mà đâu phải cha đòi tiền con đâu. Cha chữa một cách không, cha không đòi tiền đòi bạc gì hết. Vậy lỡ con có chết ở đây con cũng phải vui nha con. Vì con nhớ cha đang gánh như vậy đó. Không lẽ cha gánh như vậy mà cha để con chết sao? Mà nếu con chết là Thiên Chúa không còn cho con sống nữa là cha chịu thua con. Bây giờ cha phải gánh con hơn là cái người mẹ mà đẻ con ra. Đúng không nè? Không phải cha nói để cha kể con. Nhưng cha muốn rằng cha gánh con như vậy mà lỡ con có chết ở đây con đừng buồn cha. Được không? Con đừng buồn cha. Nha. Vì cha đâu cũng muốn cho con chết. Nhưng nếu mà trời xui đất khiến con chết thôi con đừng có thưa cha. Dạ. Nha. Được không ạ? Nha. Đúng rồi đó cha. Phải vậy không? Nếu mà chết thì cái ông rồi với ông chủ ông đóng cục. Đó thì cha nói cái trách nhiệm của cha là như vậy đó. Từng giây từng phút cha phải cưng con, chăm sóc cho con như một chăm sóc một vị tổng thống. Con cần cái gì là có cái đó. Lo lắng cho con như một người mẹ lo lắng cho một em bé mới đẻ ra. Ăn không được phải làm sao, ngủ không được cha phải làm sao, đái không được cha phải làm sao, thỉa không được cha phải làm sao, đi không được cha phải làm sao. Đó là lo lắng cho con. Còn chăm sóc cho con là như một vị tổng thống. Nực là phải mở quạt, lạnh là phải lấy mền đắp. Con bây giờ giống như là thượng đế của cha vậy đó. Con giờ giống như là cha là mẹ của cha và của những người này. Phải lo cho tụi con như vậy. Vậy cha đã lo hết mình như vậy mà nếu con có chết cũng đừng buồn nha con. Phải vui lên. Nhưng bệnh này không có chết. Nhưng cha phải nói trước như vậy nha. Rồi vậy nghe con. Thì đó là nguyên tắc cho chữa bệnh nha. Bây giờ vô chữa bệnh thì con phải làm một cái đơn. Cái đơn này là đơn xin khám chữa bệnh miễn phí. Vì cha đang chữa bệnh cho không mà con không làm đơn, đến ngày con hết bệnh rồi cha đòi tiền đó con trả. Đến ngày con hết bệnh rồi cha đòi tiền con sắp cái đơn này ra. Con nói hồi đó tôi có ký tên mà chữa không có tiền thì ông không được đòi tôi. Nghe vậy con ký vô đây đi, khỏi bàn gì nữa, khỏi đọc. Trên mạng nói hoài rồi, thấy nè. Như vậy là con tìm đúng thầy đúng thuốc rồi. À, chết là chịu, em con trai gắn con như vậy. Con sợ hãy nghe lời nghe con. Hãy nghe lời hết bệnh rồi con làm sao. Bây giờ cha còn một cái đơn nữa là giấy cam kết nghe con. Giấy cam kết này là có ban diện chẩn ký, có cha ký, có chủ tịch ký đóng mộc, có con ký, có mẹ con ký. Nha. Là giấy cam kết con không được làm sai những lời cha dạy vậy thôi. Và nếu có chết không bắt cha ở tù. Vậy thôi, cái này nói chung nó quá lẽ rồi bắt cha ở tù nữa là giang hồ coi ra gì nữa nè. Rồi thôi con ký vô đây đi nha. Chỉ cho anh Tâm ký. Bà hãy yên tâm đi, cha đã từng trị hen suyễn mà bệnh này có lớn lao gì đâu. Con biết. Nha. Sao thấy cái đó là có một người chị không bận quá trời muốn kêu con Ừ, rồi bây giờ bà ký vô đây. Đúng rồi. Rồi, cô tự ký vô đây.
tên đóng mộc vô. Nó đi theo con mãi mãi vậy thôi, còn bệnh này phải uống thuốc nam mới hết, mà thuốc nam phải đúng chỗ chữa mới hết, còn nếu tập chỗ chữa không hết luôn. Con cứ coi hoài, bây giờ con coi con giới thiệu cho cháu nè. Mình kiếm giới thiệu cho nó chứ. Ừ. Dạ, con coi cho con nói chứ. Nhưng mà con thì cháu chưa chữa con được là con phải thông cảm cho cha nha con. Ờ, phải vậy đi con ơi, chứ còn nếu mà có mình con là không dám nha con. Không phải cha làm khó con đâu. Ở đây mà đúng nguyên tắc rồi là cho quỳ ra lại con, cho chữa cho con hết, đừng cho gánh con liền. Dạ, nói con. Ở đúng nguyên tắc là cho gánh con đi liền, còn đúng nguyên tắc cho con gánh. Con tính con nói với cha, ví dụ con ở đây với con ba bữa thì khỏe vậy là... Phải có một người nuôi. Dạ. Phải có một người nuôi trong những ngày đầu. Dạ. Rồi sau đó mình mới tính vẫn có một người nuôi tiếp tục. Con với vợ đợi người ta chứ. Dạ, kiếm người này thì con nhớ đi về nó khỏe thì cho nó. Đây là cha đã ký tên là chủ tịch chữ thập đỏ đã ký tên cho con rồi. Cha là người ký tên sau cùng để cứu mạng con luôn nha. Vậy tất cả chúng ta cùng lên một xuồng để cứu con nha. Con hãy cố gắng bình yên. À, về phần con thì cha đã nói xong rồi, mẹ con cũng vậy nha. Sau này con hết bệnh rồi con hãy cố gắng thương bà chủ tịch này, vì bà cũng hết lòng lo lắng cho con. Ngày hôm qua con thương bà có một thôi, còn ngày hôm nay con phải thương bà hết luôn, chứ không có một. Vì không phải cha chữa cho con, chính bà là người chữa cho con, dẫn con đến đây để ký tên xác nhận cho con rằng đây là người dân của con, ông không chữa bệnh cho con cái nữa. Tuy bà không nói được điều đó, nhưng mà các hành động bà nói hơn cái điều đó, con hiểu không? Vậy bắt đầu từ hôm nay con nghe lời cha mẹ, nghe lời chính quyền địa phương của con. Sau này con hết bệnh về rồi, con hãy giúp đỡ cho địa phương của con. Mỗi khi chính quyền cần con điều gì, con đừng có ngại ngùng, vì mạng sống của mình giữ lại cho mình, không còn tiếc nữa nghe con. Đó là những lời cha dạy con trước khi con vô phòng khám. Rồi con ở trong phòng khám những tháng mà con chữa bệnh, con hãy cố gắng ăn năn sám hối những lỗi lầm mình đã gây ra trong những ngày mình chưa bệnh. Giờ đây mình cũng thầm thỉ kêu xin Chúa trời Phật gì của đạo con đó. Con hãy thầm thỉ ăn năn sám hối, vì tôi đã phạm tội rất nhiều. Tôi phải cố gắng sau này tôi hết bệnh, tôi không ăn cái thức ăn đó nữa nhé, để tôi được. Riêng về bà chủ tịch, cha nói cho bà nghe, bà hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Chức trách của bà là vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Không phải mình làm chủ tịch là để mình lo những chuyện khác, mà chuyện này cũng là chính. Hội chữ thập đỏ là cứu người, mà cũng không phải là cứu những người xung quanh mình. Hội chữ thập đỏ là cứu toàn nước toàn dân, cứu cả tất cả những ai cần đến đến con thì con phải cứu nha. Và con mạnh dạn con cứu họ, thì đó mới là tâm tình của một người làm hội chữ thập đỏ. Riêng cho nhắc con ba điểm về chữ thập đỏ. Về phía hội chữ thập đỏ thì con phải đứng trung lập một mình, con không nghe theo lời thị phi của ai hết. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, về phía hội chữ thập đỏ không được phân biệt chủng tộc, màu da, thứ tóc, ngôn ngữ, chùa chiền, tôn giáo. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, cho nhắc nhở con rằng là từ nay trở đi con là cứu người, không được phép làm chính trị, nói chuyện đó nhà nước có một người nó chết. Vậy con có ba điểm con nhớ. Một là mình không được phân biệt chủng tộc, màu da, thứ tóc, ngôn ngữ. Hai là mình phải cứu người thì đón mình đứng trung lập một mình.
ba lần không được làm chính trị, nói chính trị, nghĩ chính trị, hành động giải hết chuyện đó. Chuyện đó không phải là chuyện của một con nha. Cho chúc con sau này con sẽ còn nhiều thành tựu tốt hơn nữa, cứu một mạng người bằng xây chính cửa chùa, con mới vừa nói đó nha. Vậy con hãy cố gắng xây nhiều cửa chùa hơn nữa nha. Rồi xin cảm ơn cha đã quyết tâm để giúp đỡ cái việc sáng sáng của con một cầu trời về đất để cho các em nó mới được quay cuộc sống và quyết tâm để giúp đỡ. Bây giờ cái tờ giấy này thì cha sẽ ký lại cho con một miếng để con đem về con làm tài liệu con giữ trong cái hội Thập Đỏ của con. Rủi mai kia muốn nọ chủ tịch xã có hỏi con đi đâu làm cái gì thì con có lý do để con nói, còn nếu không người ta làm khó con khổ chứ cha cũng khổ nha. Vậy bây giờ phải ký liền cho con một miếng này để mai kia muốn nọ người lớn hơn con biết đâu được người ta hỏi con có cách trả lời, con có bằng chứng để thôi con bỏ xã con đi như vậy lỡ có bởi vì người ta không vui, con cũng đâu có vui vẻ gì nha. Rồi cái người bệnh con vui mà cha đây con cũng vui, ở đây cha chữa bệnh với cha nguyên tụ ai mà cha chữa bệnh miễn phí với cha, con lấy tiền ai luôn. Vậy cha cũng không muốn ai làm khó con, thế nè con dẫn người đến đây chữa bệnh mà người ta làm khó con cha vui vẻ gì, thế nè. Rồi vậy cha ký rồi, mọi người hãy ký rồi con giữ lại thứ này, con làm tài liệu trong mình con, mai kia mốt nọ mà con lỡ có gì ai hỏi con đắp lên con có gì để chứng minh nha. Con chịu cái này không, vừa bụng không? Vừa lắm á. Vậy là cha làm rõ ràng rồi ha. Cha nói rằng là có lý, có nhiều khi đợi người ta ở trên mạng ít thì người ta nói ra nhiều thì cha xin làm bày tầm bào. Không được đúng không? Rồi con có cái tờ giấy này để con làm chứng, có chữ ký của cha rất là quan trọng. Ở xã của con họ nhìn vào là họ sẽ chấp nhận nha. Vậy đó con, để thôi mình làm việc đâu vào đó con ơi, chứ còn nếu không thì nó lủng củng. Con hãy nhớ cho nhắc con một câu này, mình làm việc thì mình phải cân đo thông tiến cho sát sự, nếu không nó lụng tụng, nếu không nó sẽ lụng tụng. Điện thoại dung vô là hả anh Tư? Rồi, như vậy là còn một ca nữa, nhưng mà cha chưa nhận con được thì con phải chờ nhé. Bà chủ tịch cố gắng nha, cố gắng chờ. Rồi thì bây giờ là coi như cha đã nhận xong ca của con rồi, thì bây giờ con theo ban viện chẩn để viện chẩn lo cho con, rồi con phải mướn cái phòng trọ con ở, tiền nhà trọ thì con trả, còn tiền thuốc tiền khám con không có phải trả cho đến khi về cũng không trả nha, vì con đã xin khám miễn phí mà, nhưng trong này không có để là trả tiền phòng. Đóng tại chỗ đây luôn cho rõ ràng, đóng tại chỗ đây cho rõ ràng. Rồi còn cái hồ sơ này cha giao lại cho các thầy nha, các thầy giữ hồ sơ này để trị bệnh cho người ta. Rồi như vậy cha tới đây là cha đã xong nhiệm vụ, cha giao lại cho ban viện chẩn, con hãy cố gắng nghe theo lời ban viện chẩn để mình mau có sức khỏe nha con, mau tốt đẹp. Còn người nuôi con thì má con phải ở lại nuôi vài ba ngày tuần lễ nha. Rồi sau đó thì mình bắt đầu mới tính tới chuyện vợ con người khác nuôi nha con. Con đừng bao giờ ở đây một mình buồn lắm. Rồi khi con thủ thủy có người này người kia để con mang hết bệnh, càng có người thân của mình thì mình càng chia sẻ được mang hết bệnh nha. Trẻ lắm con, ráng cố gắng hết bệnh về nhà, còn nhiều tương lai còn đang chờ đợi con cũng lắm nha. Còn sanh đẻ 10 đứa lần mà nó có 1 đứa mà còn 9 đứa nữa nha, đẻ 9 đứa nữa là nghỉ. Rồi thôi cho chúc con mạnh khỏe nha. Xin mời đứng lên thành kính sáng danh đức Chúa Cha và đức Chúa Con và đức Chúa Thánh Thần vĩ đại có Chúa vô cùng và bây giờ và có và ngày nay chúng con sẽ dùng danh Chúa một từ hàng xem thế mạnh đức Chúa Trời sáng mãi người để vô cùng nghe danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi chúc bà chủ tịch nó đừng bình yên nhé.